Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và của nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp ứng phó với thiên tai mưa lũ, xây dựng kịch bản chi tiết từ việc phòng chống đến khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Huyện Tam Đường của tỉnh Lai Châu có địa hình phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn xảy ra. Bước vào mùa mưa năm nay, huyện đã chủ động tăng cường đồng bộ các biện pháp ứng phó với thiên tai, mưa lũ, với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Tổ chức họp bản, tuyên truyền đến bà con nhân dân trong bản, trong cái mùa mưa lũ là không thực hiện lời vớt củi và yêu cầu không cho con em của nhân dân trên địa bàn ra những các cái hồ đập để vớt cá. Năm 2023, thiên tai mưa lũ đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 2.000 hecta cây trồng tại Lai Châu bị gãy, dập, thiệt hại lên đến gần 300 tỷ đồng. Trước thực tế đó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Các địa phương nữa cần tập trung rà soát các điểm khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ nguy hiểm về sạt lở đất, lũ quét để có cái phương án di dân ra khỏi vùng nguy cơ. Và điều quan trọng nhất là cái sự chủ động phòng tránh, là người dân thực sự hiện các cái việc như là di chuyển hoặc gia cố chằng chống nhà cửa để hạn chế tốc mái khi thiên tai xảy ra, không tham gia giao thông qua các khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét sạt lở đất, không đi ra sông suối bắt cá vớt củi. Với sự chủ động của các cấp chính quyền thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện tốt các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra.